Rồi, mình chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách đấu hai cái bình nấu tiếp và hai cái bình song song. Đó, thì như các bạn đã biết thì hai cái bình nấu tiếp á, thì nó sẽ tăng lên là 24V. Ở đây là mình có hai cái bình 12V nè. Ở đây, đây cộng, đây trừ nè các bạn. Đó, thì cái bình này nó cũng còn đúng 12V. Đây, đây dương luôn. Đó, bình này thì 12,27V, 28V. Đó. Thì trước khi mà đấu á, nấu tiếp á, hay là hoặc là đấu song song á, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn là thêm mấy cái là khi mình chọn mà hai cái bình mình đấu nấu tiếp á, để mình dùng khởi động ở trong xe tải hoặc là trong máy phát điện hoặc là trong máy phòng cháy chữa cháy á, thì mình nên chọn hai cái bình có cùng dung lượng nha. Thì cái này thì đa số là mấy người lắp ráp người ta sẽ là lắp sẵn rồi. Đó. Còn ở nhà mình khi mình mua về sử dụng cũng vậy, mình nên mua là hai loại có cùng dung lượng. Ví dụ như hai bình 80Ah thì mình chọn là hai ta 80Ah hết luôn nha. Và để khi mà nó sạc hoặc là nó xả điện á, thì nó sẽ là tốt cho cái bình của mình, nó đồng đều hơn và nó tăng cái độ bền của ắc quy mình hơn. Rồi, và mình xin nói thêm á, nếu mà cùng hãng thì càng tốt, nhưng cái đó thì không quan trọng nha. Và ở đây thì mình làm clip cho các bạn xem, nên mình có một bình 80 và một bình đây là 65. Đó, mình chia sẻ thôi. Còn khi mà các bạn mua sử dụng thì nên mua hai cái bình có cùng dung lượng luôn, như hồi nãy mình đã chia sẻ đó. Đó. Rồi tiếp đến là các bạn mua cho mình là cáp nha. Đây, thì ở ngoài tiệm điện nó có bán cáp. Ở đây là khi mình dùng khởi động á, mình dùng bình ắc quy thì cái dòng khởi động rất là lớn. Các bạn không có dùng cáp á, thì khi mà mình khởi động á, thì nó sẽ là nẹt điện, nó sẽ hở nó mạch, nó sẽ làm hư mấy cái đầu của bình ắc quy của chúng ta. Đó. Đây, thì các bạn mua cáp các bạn gắn nha. Thì các bạn mua cáp, kêu cáp bình ắc quy là người ta sẽ bán thôi. Đó. Đó, sau khi các bạn gắn bốn cái cáp này vô á, thì các bạn siết một đầu này lại cho mình nha. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình mấy cái sợi dây mà các bạn nhớ là bấm cái đầu cốt cho luôn nha. Ở đây thì tùy theo cái máy của bạn, là xe các bạn là dòng khởi động lớn thì mình chọn dây lớn. Đó, ở đây thì mình có dây 8 chấm nè, mình ví dụ cho các bạn xem luôn. Đó, cái đầu cốt này á, nếu không có thì các bạn mua nha, ngoài tiệm người ta có bán đầu cốt. Nè, mình mua về mình bấm vô. Đó. Thì ở đây, nãy bây giờ mình chia sẻ là gắn nấu tiếp trước nha. Thì ở đây nó hai cái bình nè, đầu cộng nè, đối diện nè. Tại vì ở đây một bình thuận, một bình nghịch nên mình quay ngược lại thì hai cái đầu cộng nó nằm gần nhau nè. Đó. Nói xác cho các bạn xem luôn nè. Nè, hai dấu cộng nè. Đó, thì bây giờ các bạn lấy dấu cộng của bình bên này nối với dấu trừ của bình bên này, hoặc là cái dấu cộng bên này các bạn đấu nối tiếp qua âm bên này. Đó, bình là sao cũng được. Bây giờ mình sẽ nối vậy nha. Đó. Dương bên này đối với âm bên này.
cái dương bên này đối với âm bên này là các bạn đấu chung một sợi dây này nè. Còn lại á, cái dương bên này á thì ra dương nha, còn cái đầu âm bên này thì ra âm bình đó. Xin lỗi, ai vô âm vô máy, vô cái bộ khởi động á, và đồng thời nó cũng vô bộ sạc của máy luôn á. Đây, còn lại là dương nè, dương đây đối với âm rồi thì hai cái này chung rồi không nói đi, còn lại là cái đầu dương nè thì vô dương. Cái này các bạn nhớ siết cái ốc cho cứng lại nha, tại vì ở đây mình làm nhanh nên mình siết nó cũng chưa được cứng lắm. Rồi, còn cái đầu còn lại của âm bình bên đây á, thì các bạn gắn sợi dây này vô luôn nha. Đó, thì nó cho nó vô bộ sạc. Rồi, mình sẽ đo điện cho các bạn xem luôn nha. Điện DC nha các bạn. Đây, đầu dương đây, đầu dương là mình quay đỏ đây. Đó. 24,5V, 24,05V nè. Đây thì hai cái bình này mình đã đấu tiếp ra 24V rồi, thì tương tự với như hai cái bình xe máy cũng vậy đó. Thì có hai cái bình xe máy đây, thì hai các bạn không có cần mà xài cốt, tại vì đây nó có hai ốc rồi, mình chỉ sử dụng mấy sợi dây mà có đầu cốt sẵn thôi đó. Thì tương tự giống như hai cái bình lớn, thì cái bình hai bình ắc quy xe máy các bạn cũng nối với giống nhau thôi đó. Khi mà sử dụng nối tiếp á, thì các bạn dương bình này đấu với âm của bình kia đó. Ở đây là dương với âm mình đấu lại nè. Rồi thì dương bình này qua âm bình kia, thì cái đầu còn lại là dương bên nào nè, dương bên đây thì ra dương, còn âm bên này là ra âm thôi. Đây, hai sợi dây ra đây là dương đó. Bình hai cái bình này rất là mạnh nha, ra 24V nè. Hai cái bình này đầy lúc luôn các bạn ơi, 25,9V nè. Đây, coi như cái phần chia sẻ đấu nối tiếp hai bình ắc quy thì mình đã chia sẻ xong rồi. Bây giờ mình tiến hành tháo ra và mình chia sẻ cách đấu song song cho các bạn nha. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành đấu song song hai cái bình ắc quy nha. Thì mình đấu song song thì cái điện áp nó vẫn còn giữ nguyên là 12V nha. Và cái dung lượng bình á, là AH á, thì nó tăng lên, ví dụ như các bạn là 80 thì các bạn nối song song hai bình 80 lại thì nó sẽ là 12V 160 AH đó. Thì nói chung là tăng cái thời gian sử dụng lên của mình, tăng ví dụ như các bạn xài mà muốn nó lâu hết á, thì mình nối song song lại
nãy mình nói thì các bạn chọn nên chọn hai cái bình cùng dung lượng nha, như nãy mình nói từ đầu á, và cùng hãng thì càng tốt để nó tăng cái độ bền của cái bình ắc quy, để chế độ nạp điện và xả điện nó được cân bằng hơn. Rồi bây giờ thì dương đầu dương bên đây nha, và cái này cùng dương thì nó song song, có nghĩa là dương nối với dương và âm nối với âm thì nó đơn giản hơn nối tiếp thôi, rất là dễ. Rồi bây giờ mình tiến hành đấu nha. Đó, thì khi mà mình đấu song song á, thì cái bình ắc quy của mình nó vẫn là 12V nha, và cái dung lượng của bình nó tăng lên thôi. Đó, 12,16V nè. Đó. Rồi thì cái hai dây này còn lại thì các bạn đấu vô đây. Đó, thì dương này, bên này âm, thì hai sợi dây này vô cái bộ đề của máy của mình, và đồng thời cũng vô bộ sạc 12V. Rồi thì cái phần đấu hai bình lớn á, thì đấu song song nó xong rồi, tương tự hai cái bình nhỏ thì các bạn đấu cũng như vậy thôi. Giờ thì mình khỏi đấu nữa, mất công. Đó. Thì đây là hai dấu cộng nè, dương với dương nè, các bạn đấu với nhau, âm với âm đấu với nhau, là sau là âm ra âm, dương ra dương. Đó. Hai cái đi riêng biệt thôi, hai cái bình này gom lại thì nó tăng cái dung lượng ắc quy lên. Rồi video mình chia sẻ cho các bạn các cách mà đấu song song và nối tiếp hai cái bình ắc quy, đến đây cũng tạm ngưng rồi. Chúc các bạn thành công nha, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông để nhận thông báo xem video mới nhất của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.